Yêu bạn trai. Bộ phim lấy cảm hứng từ sự tích lưu truyền về địa danh nổi tiếng Đồi Thông Hai Mộ bên Hồ Than Thở, thành phố Đà Lạt. Tại cái đất Gò Công này, gia đình ta là bề thế và được nhiều người kính trọng nhất. Con lại là con trai độc nhất của ta, nên chuyện cưới xin trăm năm của con, ba mẹ đã lo kỹ lưỡng. Mẹ phải cất công tìm kiếm mãi mới ra mối môn đăng hộ đối cho con, cấm có bỏ lỡ. Im miệng ngay, nếu không tao giết. Khôn hồn có tiền hay nữ trang, mau bỏ ra hết đi. Bắt lấy cô ta. Cướp đi. Mau chạy thôi, nó gọi cảnh sát đến thì tôi. Anh ơi, anh có làm sao không? Tôi xin lỗi. Tự dưng anh mang họa về tôi. Nhưng cô không sao là may rồi. Lần sau đừng vào rừng một mình thế này, nguy hiểm lắm. Cảm ơn anh. Chân của anh đau lắm có phải không? Chắc không sao đâu. Nè, nhà anh ở đâu? Để tôi dìu anh về nha. Thật ngại quá. Anh là ân nhân của tôi mà, sao lại nói là ngại được. Xin cảm ơn cô. Cảm ơn Thảo nhiều lắm. Anh là người ở tỉnh mới lên đây để học, nên có gì Thảo giúp anh nha. Dạ, em là người gốc ở đây nên tường tận mọi thứ lắm. Cần gì anh cứ nói với em. Hôm nào Thảo dẫn anh đi tham quan Đà Lạt nha. Anh mới lên đây nên chưa biết nhiều. Anh Tâm cứ yên tâm đi. Khi nào chân anh khỏe lại á, em sẽ dẫn anh đi chơi nhiều nơi. Có khi đi nhiều quá anh lại chán cho mà xem. Anh thích vùng đất này lắm, và cả con người nữa. Tất cả đều đẹp, hiền hòa, dịu dàng và nên thơ. Chà, thích quá đi. Đúng như người ta nói, Đà Lạt ai đến một lần đều không thể nào quên được. Hiếm có nơi nào có vẻ đẹp yên tĩnh, thơ mộng và quyến rũ lòng người đến thế. Thảo à, hôm nay trời đẹp, mình lại ra Đồi Thông chơi đi. Tuần nào cũng phải đến đó một lần mới chịu à. Bởi vì Đồi Thông là nơi anh được gặp em. Biết bao kỷ niệm của chúng ta ở đó. Vui buồn gì của hai đứa cũng là nơi đó. Làm sao anh không thích, không yêu được chứ. Em cũng vậy. Vậy thì chúng mình đến đó thôi nào. Nhờ có hôm định mệnh đó mà ta thành đôi. Anh không nghĩ mình lại may mắn được gặp cô gái như em, Thảo à. Em chỉ sợ anh thay lòng đổi dạ. Ngày ra trường biết anh có còn nhớ đến em và quay lại xứ sương mù buồn tẻ này hay không. Em nói gì vậy? Ra trường về quê, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ lên xin cưới em, anh thề. Đừng có thề anh, em tin anh mà. Lần này ra trường về quê, anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ, mang trầu cau lên hỏi cưới em. Em ở lại đợi anh nha. Liệu ba mẹ có đồng ý hay không anh? Em đừng lo lắng, mọi chuyện anh thu xếp được. Duyên trời đã định hai ta gặp nhau, đời này nhất định mình có nhau mãi mãi, nghe em. Dạ, em sẽ đợi anh. Cái gì? Con mù quáng thật rồi. Sao con lại dại dột thế hả con? Bao nhiêu đám muốn được làm thê thiếp của con lại đâm đầu đòi cưới vợ tận xứ sương mù xa xôi hẻo lánh đó làm gì? Ba mẹ không bao giờ đồng ý đâu. Nhưng cô ấy là người con yêu thương vô cùng. Xin ba mẹ. Nhà này bao đời không có chuyện kết giao với nhà không môn đăng hộ đối. Anh là con trai duy nhất của dòng họ này thì càng không thể tùy tiện như thế được. Con nhất định sẽ không lấy ai ngoài Thảo. Xin ba mẹ hiểu cho con.
Chắc chắn là con đã bị bùa mê rồi. Mẹ nói rồi đó nha, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cô con dâu đó đâu. Nếu còn nhất quyết như thế thì coi như là không có ba mẹ trên đời này đi. Mẹ, nè, con định đi đâu đó? Nếu ba mẹ nhất quyết không cho con cưới Thảo làm vợ, con đành xin lỗi ba mẹ. Con dám từ bỏ cả ba mẹ chỉ vì cô ta sao? Con xin lỗi. Hãy khoan. Thôi được, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Nghĩ thương con nên ba mẹ sẽ nghĩ lại. Ý của con đã vậy á, thì ba mẹ cũng không ngăn cản gì nữa. Nhưng có điều, ba con muốn con lo cho sự nghiệp xong xuôi trước đã, rồi cưới vợ cũng chưa muộn. Ba đã lỡ xin cho con vào một trường để dạy học ở thành phố rồi, dù sao cũng nhờ cậy mãi mới được. Nên trước mắt con hãy cứ lên thành phố nhận việc đã, rồi ở nhà mẹ con sẽ lo liệu, phải không bà nó? Phải rồi, đó là ba mẹ suy tính cho tương lai của con và của cả cô gái đó nữa. Con cứ đi dạy trên thành phố đã, rồi ba mẹ sẽ để con lấy vợ như ý. Nếu ba mẹ đã nói như vậy thì con xin nghe. Cô có phải là Thảo không? Mọi chuyện tôi cũng đã bày tỏ hết cho cô nghe rồi đó. Già cả thế này mà phải cất công lên tận đây xin cô thì mong cô hiểu cho. Mong cô hãy quên con trai chúng tôi đi, chừng này đủ để cô no ấm suốt mấy năm đấy. Thưa hai bác, con và anh Tâm thật lòng yêu thương nhau. Xin hai bác đừng ngăn cản mà tuổi chúng con. Dù hai bác có trả bao nhiêu đi nữa, con cũng sẽ không đánh đổi đâu ạ. Xem ra việc tôi và bà cất công lên tận Đà Lạt gặp cô ta, nó đủ mọi lẽ, nhưng người cũng không ăn thua gì rồi. Hay là tôi có ý này nè, chắc chắn con bé sẽ không vương vấn gì thằng Tâm nhà mình nữa đâu. Được. Một thời gian sau. Gửi cô Thảo, thật đau buồn khi báo với cô điều này. Con trai nhà chúng tôi đã bệnh mà mất rồi. Cô hãy đi tìm hạnh phúc mới, đừng vương vấn gì thằng Tâm nữa. Không. Nhận được tin dữ từ cha mẹ Minh Tâm, vì quá đau buồn, Thảo đã nguyện đi theo người yêu để giữ trọn chữ tình với chàng công tử Gò Công. Thảo ơi, sao bao tháng bạc tin em, giờ trở về lại nhận tin sét đánh thế này? Chỉ tại anh tắc trách, đã không thể ngờ cha mẹ lại nỡ lòng. Chúng ta đã biên cho con bé một bức thư báo rằng thằng Tâm bệnh mà mất. Không còn em, anh chẳng thể làm gì khác chỉ bằng xông pha trận bạc để quên đi nỗi nhớ em. Thảo ơi, tạm biệt em. Nếu tôi tử trận, xin hãy đưa tôi về chôn cất bên cạnh mộ người tôi yêu, trên đồi thông bên hồ Sương Mai. Vì thương xót cho mối tình đẹp không đến được với nhau, người đời đã chôn cất và đặt hài cốt của Tâm bên cạnh người con gái Đà Lạt mà anh yêu thương, như chính lời xưa thề ước. Hai người giờ đây đã ngàn thu an giấc bên nhau. Kể từ đó, đồi thông hẹn ước năm nào
giờ đây được mang tên là Đồi Thông Hai Mộ. Những vết bầm trên lưng con gái. Khổ thân bà Mary, suốt ngày lầm lũi ở nhà. Con gái bận biểu suốt ngày à. Lắm lúc đi qua thấy bà một mình cùng bát cơm thấy tội á. Còn nữa, hôm trước tôi thấy cô con gái vào viện dưỡng lão. Chẳng lẽ... Fiona, mẹ nghe các bà hàng xóm nói... Tối nay, con cố gắng về sớm nói chuyện với mẹ sau nha. Con đi làm đây. Nhưng mà... Thật là, càng ngày nó càng không quan tâm gì tới người mẹ già này rồi. Khuya thế này rồi mà còn chưa về. Chắc lại đi gặp gỡ đám bạn của nó ở đây mà. Mẹ, mẹ chưa đi ngủ nữa sao? Mẹ còn... Thôi, con lên lầu ngủ trước đây. Mẹ cũng nghỉ sớm đi nha. Chúc mẹ ngủ ngon. Mình vất vả đi chợ, làm những món ăn con bé yêu thích để tẩm bổ cho nó. Vậy mà về còn không thèm nhìn đến mâm cơm, không thèm hỏi người mẹ này đã ăn hay chưa. Thật là, chuyện ở viện dưỡng lão, chẳng lẽ những người hàng xóm kia nói là đúng sao? Sáng hôm sau. Con à, con suốt ngày chỉ biết tới công việc thôi, chẳng quan tâm gì tới ai cả. Nhưng mà con bận thật mà mẹ. Con xem đi, 2 tuần nay con đi sớm về muộn, không thèm hỏi han ta một câu nào. Mẹ hãy hiểu cho con đi, chỉ một thời gian nữa thôi mà. Thôi đi, con không phải giải thích gì nữa. Cứ đi kiếm cho thật nhiều tiền vào, mặc kệ bà già này. Mẹ... Chẳng phải con muốn đưa mẹ đi viện dưỡng lão hay sao? Được rồi, tuần này mẹ sẽ chuẩn bị đồ đạc mà đi. Sao mẹ lại... Bố của con mất sớm, mình ta nuôi con khôn lớn. Vậy mà tới lúc ta chưa già lắm cẩm mà con đã hỏi thăm viện dưỡng lão cho ta rồi. Không phải như vậy đâu mẹ ơi, con cần giải quyết một số việc ở đó. Hơn nữa, viện dưỡng lão cũng tốt mà. Nếu như con... Cái gì? Tốt sao? Vậy thì còn điều gì không phải ở đây nữa? Được rồi, ta sẽ chịu theo ý của con. Fiona, cô có ở nhà không? Fiona! Fiona à, chiều hôm nay tôi phải đi lên cơ quan để xử lý việc đột xuất. Cô giúp tôi trông bé Bon chút nha. Được rồi, cô cứ để bé ở đây đi. Mẹ, nay cuối tuần, con đưa mẹ đi dạo nha. Mình đưa Bon đi chơi luôn. Thôi đi, chẳng phải con yêu công việc hơn ta sao? Hay là con cảm thấy hơi áy náy khi đưa ta vào viện dưỡng lão, nên đưa ta đi một vòng hả? Nếu thế thì không cần thiết đâu. Con đã nói là không phải thế rồi mà mẹ. Con hứa con sẽ dành cả ngày hôm nay cho mẹ mà. Và nói với mẹ biết điều này. Con biết mẹ buồn vì thời gian qua con bận công việc, không quan tâm mẹ được nhiều. Tất cả chỉ vì con cần một số tiền lớn. Sao lại mù mịt như thế này nhỉ? Rõ ràng không có lời cảnh báo thời tiết nguy hiểm nào mà. Trời ơi, sao như siêu bão vậy? Làm sao bây giờ? Mẹ yên tâm đi, có con ở đây rồi. Hình như là bị mất điện rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng. Chúng ta dừng ở đây một chút, lát nữa mọi thứ sẽ ổn thôi. Không sao đâu Bon à, có cô ở đây rồi. Trời ơi, không, mưa đá con ơi. Sao lại thế này chứ? Mẹ à,
Mẹ cứ ngồi yên ở đó nha. Ở yên trong xe sẽ an toàn thôi. Mẹ ơi, mẹ cúi xuống. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ. Fiona, Fiona, con có sao không? Tỉnh dậy đi con, chúng ta an toàn rồi. Cấp cứu, làm ơn tới đây cứu chúng tôi. Tôi đang ở... Fiona, cố gắng lên con. Ba ngày sau. Khăn, để mẹ lấy khăn lau cho con. Ổ bụng xuất hiện khối u bất thường. Fiona, Fiona. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy Jenny? Sao lại có phóng viên? À, hôm trước vào thăm cậu trong bệnh viện á, tớ thấy vết thương trên lưng với vai của cậu. Tớ có chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội. Không ngờ lại có nhiều người quan tâm và chia sẻ đến thế. Cho nên... Ngay sau khi tấm hình được đăng lên, có rất nhiều người đã dành những lời khen ngợi đặc biệt dành cho cô. Nhiều bậc cha mẹ gọi cô là chiến binh thật sự. Điều gì khiến một người phụ nữ yếu đuối có thể làm được điều đó? Tôi nghĩ ai ở hoàn cảnh đó cũng đều làm như tôi thôi. Mọi người quá khen rồi. Cô đừng quá khiêm tốn mà. Giờ đây rất nhiều người đã biết đến hành động dũng cảm của cô để bảo vệ bà Marie và cô bé Bon trong cơn mưa đá khốc liệt vừa rồi. Hả? Thật vậy sao? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình không còn cách nào khác. Cô Fiona, tôi là đại diện cho những cán bộ của thành phố Mắc Hay. Lãnh đạo thành phố đã quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt và trao cho cô huân chương vì hành động anh hùng của mình. Chúc cô mau chóng bình phục. Tôi không dám nhận mình là anh hùng đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng những gì tôi làm chỉ là trách nhiệm của người con bảo vệ mẹ của mình. Trách nhiệm của một người lớn chở che đứa trẻ mới 2 tuổi trong cơn bão khủng khiếp ấy. Thật là một cô gái với vẻ bề ngoài nhỏ bé, nhưng lại là một chiến binh phi thường. Có gì đâu. Xe của tôi nếu hỏng thì có thể sửa chữa và thay thế. Vết thương trên cơ thể của tôi cũng dần dần sẽ bình phục. Điều quan trọng là mẹ của tôi và đứa bé kia vẫn được an toàn. Fiona, vậy còn tờ giấy khám kia là sao? Sao con đi khám mà không nói với mẹ? À, con chưa kịp nói với mẹ thì cơn bão ập tới. Con đã nghĩ con không còn nhiều thời gian, nên con cố gắng kiếm tiền để mẹ có thể sống tốt nhất dù không có con bên cạnh. Con đã dùng cả bản thân bé nhỏ của mình để bảo vệ ta và đứa trẻ. Vậy mà... Giờ không sao rồi mẹ ơi. Bác sĩ thông báo đó chỉ là khối u bình thường và chỉ cần tiểu phẫu là ổn thôi mà. Hành động dũng cảm của Fiona Simpson đã khiến thủ tướng của bang Queensland Anastasia Palacios quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt. Câu chuyện chứng minh tình người vĩ đại như thế nào trong những thử thách cam go nhất. Bức tranh hạnh phúc. Và tiếp theo là hạng mục nam nghệ sĩ được yêu thích nhất năm. Và chúng tôi xin mời nam diễn viên Harry Baker, một nam diễn viên gạo cội, lên trao giải thưởng cao quý này. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Harry Baker. Một năm trước, tôi cũng đã từng hồi hộp và hạnh phúc đứng ở đây để nhận giải thưởng vô cùng cao quý này. Nè, anh làm gì thế? Đây là giải thưởng cao quý nhất mà anh từng khao khát. Nếu hôm nay anh có được nó thì nhất định anh sẽ làm một chuyện mà bấy lâu nay anh không dám làm. Em đang làm gì vậy? Em đang cầu nguyện cho anh. Bộ phim truyền hình Gió Ngược Mùa của anh năm nay đã lọt vào top phim truyền hình có số lượng khán giả yêu thích nhất cơ mà. Nhưng ở hạng mục này còn có Peter, Michael cũng là hai đối thủ nặng ký với anh mà. Hai bộ phim của họ so với bộ phim của anh cũng gọi là 1-9-1-10 còn gì. Và tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa.
tôi xin được phép đọc tên nam nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất trong đây. Một giải thưởng vô cùng danh giá. Và đó là... nam diễn viên, ca sĩ Chucky. Điều mà bấy lâu nay anh không dám, hôm nay nhất định anh sẽ thực hiện. Xin cảm ơn các bạn, những người hâm mộ đã yêu thích tôi suốt thời gian qua. Chucky, cuối cùng thì anh cũng làm được điều mà anh hằng mong ước rồi. Và tiếp theo, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến một người vô cùng quan trọng với tôi. Người đã luôn bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi để có được như ngày hôm nay. Một người vô cùng quan trọng ư? Là bạn gái của Chucky? Sao có thể như thế được? Anh ấy chưa có bạn gái mà. Chắc là bố hoặc mẹ của anh ấy thôi. Tôi đã tự hứa với mình, nếu một ngày nào đó tôi được đứng trên bục trao giải thưởng danh giá này, tôi nhất định sẽ cảm ơn em một cách chân thành, người con gái mà tôi yêu. Lucifer, cô ấy bỏ đi đâu rồi? Ai vậy nhỉ? Chucky định công bố người yêu ư? Đúng vậy, ai vậy? Chucky định công bố người yêu ư? Anh làm gì ở đây? Anh muốn gặp em. Anh nhanh vào đây đi, để phóng viên báo chí phát hiện ra thì không hay đâu. Tại sao anh lại đến đây? Anh có biết là nếu như bị bắt gặp thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng thế nào không? Sao anh có thể khinh suất như vậy được? Vậy chứ, đến bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính bên nhau đây? Em bên anh 15 năm rồi, vậy mà anh chẳng thể làm gì cho em như một người yêu hết. Anh đừng như vậy mà. Tất cả mọi thứ em vốn đã quen rồi. Em không muốn vì em mà sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng. Em đã ở trong ngành giải trí này quá lâu rồi, đủ để hiểu người hâm mộ, họ muốn thần tượng của họ như thế nào. Thời điểm này, anh đang lấn sân từ diễn viên sang ca sĩ. Điều anh cần bây giờ là người hâm mộ, không phải là em. Lucifer, anh thực sự xin lỗi em. Vì anh mà em đã phải chịu thiệt thòi rồi. Sau sự cố tỏ tình thất bại tại lễ trao giải điện ảnh, nam tài tử Chucky bị bắt gặp, lén đến nhà nữ quản lý của mình. Tin đồn hẹn hò giữa nam diễn viên đình đám Chucky và người quản lý. Người Chucky muốn tỏ tình, lẽ nào lại là nữ quản lý hơn anh 4 tuổi? Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần phủ nhận hoàn toàn tin đồn này. Tôi sẽ giải thích, chúng tôi gặp nhau vì lý do công việc gấp. Tôi cũng đã dàn xếp một tin sốc khác để đưa lên rồi. Tin sốc kia nhất định có thể sẽ làm dư luận quên đi những tin tức thiếu chứng cứ này. Khá lắm Lucifer, bao nhiêu năm, khả năng xử lý dư luận của cô cũng nhanh nhẹn đấy. Nhưng từ nay, hai người phải để ý hơn, tránh đi riêng. Không cần phải như vậy đâu, dựa vào cơ hội này, tôi muốn công bố mọi chuyện. Cái gì? Cậu muốn công khai mối quan hệ với Lucifer hả? Anh nghĩ cái gì vậy? Anh có biết bao nhiêu đôi nghệ sĩ, người thường chia tay vì công khai mối quan hệ hay không? Vậy thì chúng ta kết hôn đi, thật ra anh đã nghĩ đến chuyện này rồi, anh cũng đã đến tuổi... Giám đốc, ông có thể rời khỏi đây một chút được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Chucky. Được rồi, cả hai tự giải quyết vấn đề của mình đi. Chucky, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện nay, cậu đang là nam nghệ sĩ được săn đón nhất. Nếu cậu quyết định kết hôn với Lucifer lúc này, thì tôi sợ rằng fan hâm mộ sẽ thất vọng. Các hợp đồng quảng cáo sẽ giảm hẳn. Và sự nghiệp của cậu e rằng sẽ khó có thể phát triển xa hơn. Anh không phải một phút nông nổi đâu. Anh thực sự muốn về chung một nhà, cùng em sống những ngày vui vẻ. Anh tin những người yêu mến anh, họ cũng sẽ muốn anh hạnh phúc mà thôi. Anh đã sẵn sàng, nhưng em thì không. Anh nói muốn kết hôn với em phải không? Nhưng anh có biết viễn cảnh cuộc sống hôn nhân mà em có thể nghĩ ra là gì hay không? Là ngày ngày phải đối diện với những gièm pha. Tại sao một nam tài tử hào hoa, tài năng như anh lại đi kết hôn với một cô gái có vẻ ngoài tầm thường, tuổi tác, gia cảnh lại càng không cân xứng như em? Theo anh, em có thể tự tin sống hạnh phúc cùng anh hay không? Trời ơi, mình đọc báo mà đau lòng quá. Chắc kỳ của mình lại đi yêu con mụ già xấu xí kia đó. Chắc tình vịt thôi. Tầm cỡ anh ấy ít nhất phải yêu mỹ nhân nào nổi đình nổi đám, chứ sao có thể yêu cái bà cô già hơn 4 tuổi xấu òm thế kia được. Ừ đấy, chắc chắn chị ta lợi dụng công việc để gặp riêng anh ấy, rồi khiến báo chí hiểu nhầm. Đúng là cái đồ hồ ly đã xấu rồi còn mô mô. Khổ thân anh Chắc kỳ của mình quá. Có những lúc em ước giá như anh không phải ngôi sao thì tốt biết mấy. Hoặc giá như em là một cô gái xinh đẹp hơn, xuất sắc hơn, xứng đáng hơn với anh,
Đây là bức tranh mà ta tâm đắc nhất. Ban đầu bức tranh gây ấn tượng với người xem bởi sự chênh lệch giữa chàng trai và cô gái. Nhưng để ý một chút, cháu sẽ thấy cả hai người họ có một điểm giống nhau vô cùng. Họ chỉ nhìn về nhau và mỉm cười hạnh phúc. Sao họ có thể hạnh phúc như vậy khi mà có cả một đám đông đang vây quanh chỉ trích họ? Cháu biết quan sát đấy, nhưng cháu có thấy đám đông vây quanh chỉ là những nét chấm phá quá nhỏ so với bố cục bức tranh không? Họ bị lu mờ khi mà cả chàng trai và cô gái đều không để tâm đến họ. Và vì thế nên khi nhìn vào bức tranh, chúng ta đều cảm thấy nụ cười hạnh phúc của đôi trai gái là nổi bật nhất. Lucifer kìa, Lucifer đã về rồi kìa. Các người làm gì ở đây? Dạ cô Lucifer, có phải cô với Jackie đang bí mật hẹn hò phải không? Cô có phải người Jackie muốn công bố trong buổi lễ trao giải không? Hey, có tin đồn cô lợi dụng công việc gạ gẫm Jackie. Cô nghĩ gì về điều này? Bây giờ chúng tôi không muốn bị làm phiền, mong các vị tránh ra cho. Không cần phải trốn nữa đâu anh. Em đã có đủ dũng cảm để cùng anh đối diện với tất cả rồi. Em nói thật chứ Lucifer? Em xin lỗi anh, thời gian qua em chỉ mãi để tâm đến những lời nhận xét, bàn tán của mọi người mà bỏ qua cảm xúc của anh, không dám đối diện với tình yêu của mình. Lucifer đã thừa nhận mối quan hệ của cả hai rồi kìa. Vậy là mối quan hệ giữa Jackie và người quản lý là sự thật. Đây sẽ là một tin hot đấy. Đúng vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.